Trời ơi, con cá sấu nó kêu ghê dữ à ta. Ôi, trời ơi, tôi thiếu con khủng long nữa. Ôi, con Ken ơi, khủng long với cá sấu này đâu mà bự dữ vậy? Ở trong rừng á. À, ở trong rừng, trong rừng mới lên đó hả? Nó hung dữ lắm á. Quả nó hung dữ lắm á hả? Trời ơi, các bạn ơi, nay bạn Ken có con cá sấu nè, với con khủng long màu xanh bự khổng lồ luôn. Với bạn búp bê, búp bê bánh kem. Búp bê nãy đâu vậy bạn Ken? À, mua hả? Nhiêu con hả? Hai con. À, một con 100 ngàn. Yeah. À, các bạn ơi, hôm nay bạn Ken sẽ nè bắt hai con cá sấu này với con khủng long này đi săn kẹo nha. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta cùng nhau đi săn kẹo. Hử? À, đi săn kẹo với mấy con vật nữa phải không? Rồi bắt đầu đi thôi, nhanh lên. Con nào đi trước đây? Hai con luôn hả? Rồi đi thôi, nhanh lên. Nhanh lên thôi. Đâu con giặt đâu rồi, Wow. Đây các bạn ơi, à cái gì vậy? À các bạn ơi, con khủng long nó đã thấy được bánh rồi. Đây, bánh sô-cô-la, ngon quá. Rồi, ăn vô, bắt vô. Rồi nhặt bánh về thôi. Wow, để ba đi lấy cái giỏ nha. Rồi, lụp bánh bỏ vô giỏ thôi bạn Ken ơi. Không có được bỏ bánh dưới đất dơ á. Rồi, kêu khủng long với con cá sấu hả, đi tìm thử coi còn con gì nữa không. Wow, cái gì đó, khoan, cho coi với xem. Wow, các bạn ơi, đây, hai con sư tử. Wow, khủng long cá sấu thấy được hai con sư tử rồi. Còn gì nữa không? Wow, các bạn ơi, có hai cây kẹo mút nha. Và hai con sư tử. À, một, hai con báo và một con cọp. Rồi, đi tiếp thôi, còn đâu nữa không? Ôi, wow, các bạn ơi, có ba con hu đây nè. Rồi với hai cái kẹo nữa nha, bạn Ken lượm rồi. Rồi bỏ vô giỏ hết thôi. À, hai con sư tử nữa hả? Rồi hai con khủng long với cá sấu nó mệt rồi ha, sao nó không có đi gì hết vậy? À, để cho cá sấu với khủng long nó nghỉ mệt nó mỏi chân rồi hả? À đúng rồi bạn, các bạn, bạn Ken nói giờ bạn Ken ẵm cá sấu với khủng long luôn rồi. Hai con nó mệt rồi. Trời, con thương hai con cá sấu với khủng long dữ ạ. À, cái gì đó. Wow, các bạn ơi, hai con voi, hai con hà mã với hai cây kẹo nha. Rồi, lụm vô thôi, nhanh lên thôi. Rồi, đem về mình mở ra thử coi, còn đâu nữa không? Ý, con xuống đây hay gì bên kia vậy? Su, nhả ra su. Su. Trời ơi, các bạn ơi, con su, nó tha con gấu đi rồi. Rồi, bỏ vô. À, đây, bà kem. Ui, hai con gì em thúi đây, nó ngồi trên cây nè. Con khỉ. À, các bạn có hai con khỉ. Ôi, hai con khỉ nó ngồi trên cây á. Đâu thấy đâu, nó màu đen mà. À, hai kiểu màu đen, con không thấy hả? Ui, cái gì bên kia vậy? À, tiếng xe kêu kìa, bạn Ken nó chạy qua thử. Tiếng xe đó. Ui, tiếng xe nó chạy xuống kia trong đây nè. Nè, chạy nó coi, nhanh lên. Wow, trời ơi, cái gì đó. Ui, các bạn ơi, một chiếc xe du lịch chở quá trời kẹo luôn. Bự quá hả? Rồi bỏ vô giỏ thôi. Ôi, rồi một chiếc xe nữa. Wow, chiếc xe du lịch đẹp quá, có hai chỗ ngồi luôn. Rồi bây giờ mình đem kẹo về mình cho khủng long với cá sấu ăn nha. Hai con này mà. Đây các bạn ơi, bạn Ken đã đem kẹo với con khủng long và con cá sấu về rồi đây. Bây giờ mình mở ra coi mình thu hoạch được cái gì nha, bạn Ken. Đây một cái gì đó. Một chiếc xe du lịch với hai chỗ ngồi nha, đẹp quá. Wow. Cho con khỉ ngồi trên xe. Rồi cho con khỉ ngồi trên xe luôn. Một con khỉ nữa đừng có chạy. À, cho con khỉ ngồi trên xe hả? Hay dữ vậy? Một con khỉ mà nữa đâu rồi? Rớt rồi kìa, bạn Ken đó, bên kia kìa. Kìa một con khỉ rớt rồi kìa. Con thấy con khỉ rớt. Con thấy con khỉ nó rớt luôn hả? Nè các bạn ơi, hai con khỉ ngồi nè. Trời ơi, dễ thương ghê chưa? Hợp với chiếc xe luôn á. Rồi bây giờ mình đếm coi mấy con vật nha. À, hai con hà mã đây. Đây hai con gà mã, mình cho nó đứng vậy đi. Một con voi, hai con voi. À, con phải con hà mã đâu, con hà mã đây nè. À, con màu đen là con hà mã hả? À, con hà mã xám, con còn này là con hà mã đen này, con hà mã xám. Ừ, là con khỉ đen. Con tinh tinh á, con này là con
Đây. Hai con báo. Báo hồng. Báo cam chứ. Rồi, đây các bạn ơi có ba con hươu cao cổ. Hươu cổ này chân dài quá. Rồi, một con báo bông nữa. Hai con báo bông luôn. Đây, một con gấu trắng. Hai con gấu trắng. Có chú ngựa vàng dễ thương quá. Hai con ngựa vàng nữa. Đây, một con ngựa vàng nữa các bạn ơi. Đấy, còn con gì nữa vậy bạn Kim? Đây, hai con nai. Hai con nai màu nâu. Wow, một con sư tử, hai con sư tử luôn. Hai con sư tử vàng nè các bạn ơi. Đẹp ghê chưa? Còn bánh kẹo gì nữa hả bạn Ken? Rồi mình xếp kẹo mút ra luôn nghe, mà học màu với kẹo mút nha. Đây kẹo mút màu gì vậy bạn Ken? Đúng rồi, đây là kẹo mút màu xanh lá cây nha. Rồi mình có ba cây kẹo mút này màu gì bạn Ken? Ba cây màu tím. Rồi thêm đây 4 cục kẹo màu xanh lá cây nữa các bạn ơi, cho nó ở gần nhau luôn. Nhiều kẹo quá. Mất kẹo màu xanh lá cây luôn. Con thích màu nào? Con thích màu xanh lá cây. Con thích màu ca xanh lá cây hả? Rồi các bạn ơi, còn gì nữa không bạn Ken? Không có màu đỏ nha, có một cái màu đỏ à. Rồi hai cái kẹo màu hồng nha các bạn. Đây hai cái kẹo màu hồng. Hai cục kẹo thơm. Kẹo thơm màu đỏ luôn. Rồi cái này cái gì vậy bạn Ken? Các bạn ơi, cái này là sô-cô-la đậu nè. Bánh sô-cô-la đó, ngon lắm á. Con đổ mồ hôi luôn. Bạn Ken thích ăn luôn rồi nè. Con đổ mồ hôi luôn rồi hả? Rồi để bà làm cho. Đây các bạn ơi, bạn Ken đi thu hoạch quá trời luôn. Đây, bánh kẹo rồi thú rồi búp bê nữa. Rồi bây giờ con ăn sô-cô-la không? Không, con ăn là con chơi con này. Rồi giờ con chơi con đó hả? Các bạn ơi, bạn Ken giờ đi chơi con khủng long rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken hả? Cho khủng long ăn mấy con vật luôn hả? Trời ơi, thôi giờ thả mấy con vật vô chuồng nha. Thả mấy con vật vô chuồng rồi cho bạn Ken đi vô, bạn Ken ăn chịu thôi các bạn ơi. Tới giờ ăn rồi. Rồi thôi bây giờ bỏ. Con này bằng chú chơi đâu ăn được. Thôi bây giờ bỏ kẹo mút lên chiếc xe nha, chở kẹo mút về. Đây bỏ mấy kẹo mút lên xe, chở kẹo mút về, bỏ mấy con vật lên xe luôn. Đừng bỏ kẹo mút sao, bỏ con ngựa trên đây nè. Rồi, để bỏ con vật lên hả? Rồi bỏ con vật lên xe nha các bạn. Vậy bằng kem mới chịu lận. Rồi bây giờ đưa cái giỏ đây, ba bỏ kẹo vô. Rồi cho mấy con vật lên xe hết đi. Rồi bỏ kẹo vô. Em kẹo vô mình ăn thử nha. Con để ngoài sau đuôi nè. Để ngoài đuôi cho nó ngồi để cao quá nó té đó. Đừng cho ngồi trên đầu xe. Ngồi sau đuôi xe thôi. Rồi, con ăn thử bánh này không? Ba đổ mấy con nhầy vô cái vỏ đi. Rồi đây ba đổ vô vỏ cho. Rồi đem về nhà luôn. Vậy video đó đây là xong rồi các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye các bạn đi Ken. Bye bye. Bye bye.